Rồi, đầu tiên thì các bạn đang nhìn thấy ở trên màn hình là một cái sơ đồ tư duy. Và cái sơ đồ tư duy này do thầy đã phải làm riêng cho các bạn. Đây là cái sơ đồ mà thầy làm riêng cho các bạn để các bạn có thể làm thế nào, cái khẩu hiệu, cái slogan mà thầy luôn luôn muốn các em nhớ đó là vật chết một lý. Nghe thì có vẻ hơi kinh khủng một tí nhưng thực ra nó là một cái câu vui vui thôi. Mục tiêu của chúng ta đó là gì? Chúng ta sẽ không để cho môn lý nó làm cho mình sợ nó mà nó phải sợ mình, đúng không nào? Đấy, vậy hãy nhớ cái câu mà group của chúng ta sẽ coi như là câu slogan của cả group, đó là chúng ta sẽ vật chết môn lý nhá. Rồi, và bây giờ thì thầy sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm mà các bạn có thể nhớ để các bạn vận dụng nhá. Rồi, bây giờ thì các bạn sẽ quan sát cho thầy này. Để mà các bạn học tốt được môn lý, để mà các bạn học tốt được môn lý thì có rất là nhiều điều tạo nên cái kết quả tốt cho môn lý. Thì cái lớp 10 của các bạn ấy, thì các bạn hiểu này, đây là cái lớp mà các bạn sẽ bắt đầu lại tất cả mọi thứ từ đầu. Có rất nhiều kiến thức ở lớp 9 mà các bạn cảm thấy là à mình còn hơi kém này, này kia đối với cả môn lý, thì không sao cả. Các bạn đã có một cơ hội để có thể bắt đầu lại mọi thứ từ đầu. Đó là lớp 10. Thế thì ngay từ những buổi học đầu tiên, những bài học đầu tiên của lớp 10, nếu như mà các bạn tập trung thì các bạn có thể làm lại từ đầu. Còn tất nhiên nếu như những bạn mà đã có cái nền tảng tốt từ cấp 2, các bạn có kiến thức toán tốt ở cấp 2 thì khi mà lên đến lớp 10 thì các bạn bắt nhịp sẽ rất là thuận tiện. Nhưng kể cả các bạn có mất gốc đi chăng nữa thì cũng không sao cả, bởi vì các bạn sẽ có cơ hội để làm lại mọi thứ từ đầu. Được chưa nào? Rồi, thế thì bây giờ đầu tiên, một cái bí quyết đầu tiên để học giỏi được môn lý ấy, thì các em phải hiểu được các khái niệm vật lý cơ bản nhá, phải hiểu được các khái niệm vật lý cơ bản. Thế thì vật lý nó có rất nhiều thứ mà chúng ta phải học, và nếu chúng ta mà không chọn lọc ra chúng ta học thì nó dẫn đến là cái gì mình cũng học, và cái gì cũng học thì cái gì cũng chán đó. Cái gì thì các bạn cũng cảm thấy là ôi dồi ôi, cái này chắc phải học đây, cái này chắc phải học đây, cuối cùng học quá nhiều. Và cuối cùng là sao ạ? Học nhiều ôm đồm thì các bạn sẽ cảm thấy chán. Và sau khi chán rồi thì các bạn sẽ bảo ôi thôi, em chả học nữa đâu. Đấy. Thế thì thầy không muốn như vậy, mà thầy muốn là các bạn chúng ta sẽ phải tập trung vào những cái cốt lõi. Thì bây giờ thầy sẽ cho các bạn biết cái cốt lõi là cái gì. Đầu tiên này, các bạn sẽ phải học thuộc các cái hằng số cơ bản. Ở trong môn lý thì nó sẽ có một số cái hằng số cơ bản. Một số hằng số cơ bản. Đó. Ví dụ như này, mấy bài nữa thôi là các bạn sẽ được học gia tốc trọng trường G bằng 9,8 mét trên giây bình phương. Đấy. Thì đây là một cái hằng số. Và cái việc mà các em học thuộc các hằng số cơ bản này nó giúp cho em là trong quá trình em làm bài tập, trong quá trình em học thì em sẽ nhớ mọi thứ tốt hơn. Đấy, những cái hằng số cơ bản thôi. Có vài cái hằng số cơ bản chứ không hề có nhiều, nên các em đừng lo về việc là nhiều thế này thì làm sao mà học được chẳng hạn. Cứ yên tâm về chuyện đó. Tiếp này, cái thứ hai mà các bạn nên học đó là các phương trình cơ bản. Ở trong chương trình của lớp 10 thì sẽ có một số cái phương trình cơ bản. Ví dụ như cái bài đầu tiên mà sắp tới các em sẽ học ấy, đấy, hay là buổi sau mà thầy sẽ dạy cho các bạn ấy, đó là chuyển động thẳng đều. Thì trong cái chuyển động thẳng đều của chúng ta sẽ có một cái phương trình, đó là x bằng x0 cộng với v nhân t. Thì đó là một cái phương trình cực kỳ cơ bản. Đó. Có rất nhiều cái công thức mà chúng ta sẽ gọi là công thức hệ quả, tức là từ một công thức cơ bản này mình có thể suy ra nhiều công thức hệ quả khác nhau, đúng không? Nhưng cái quan trọng đầu tiên là phải thuộc được các cái phương trình cơ bản đã. Đấy nhá. Rồi, và những cái phương trình cơ bản này có nhiều không ấy, thì nếu như mà các em học hết chương 1, các em ngồi các em lấy một tờ giấy A4 ra, các em viết cho thầy những cái công thức cơ bản, những cái phương trình cơ bản, thì em sẽ thấy là nó không hề nhiều. Đấy. Đối với các bạn mà học với thầy là bao giờ hết chương là thầy cũng yêu cầu là hãy làm cho thầy một cái bảng tổng hợp công thức của chương đó. Thì ta sẽ thấy là nó không hề nhiều tí nào cả. Đúng không? Rồi. Cái thứ ba đó là gì ạ? Học thuộc là một chuyện rồi, đúng không? Học thuộc để làm gì? Khi làm bài tập chúng ta làm nhanh hơn, đúng không? Nhưng
để mà chúng ta hiểu được bản chất của nó thì chúng ta phải tìm hiểu nguồn gốc của các phương trình cơ bản. Đó là cái thứ ba mà các bạn cần phải chú ý. Thế thì tìm hiểu nguồn gốc của các phương trình cơ bản nghĩa là gì? Làm sao để chúng ta có cái phương trình đó? Đã biến đổi như thế nào để có được cái phương trình đó? Đấy, thì các bạn phải hiểu được cái chuyện này. Và cái này ở trên lớp thì thầy cũng nói luôn là có nhiều thầy cô tính tình rất cẩn thận. Các thầy cô ấy sẽ trình bày cho em là làm thế nào để có được phương trình cơ bản. Tuy nhiên cái này là cũng phải nói rất thẳng thắn là cũng có một số thầy cô là sẽ gọi là đi nhanh. Các thầy cô ấy sẽ lược qua cái phần là nguồn gốc này, dẫn đến là các bạn sẽ chỉ học thuộc các phương trình cơ bản thôi. Không biết là các bạn đã gặp có gặp tình trạng đấy cái hồi lớp 9 trở xuống không ạ? Đó là các thầy cô cho em phương trình, bắt em học thuộc và làm bài. Các thầy cô nhiều khi không trình bày xem là cái nguồn gốc của cái phương trình đấy ở đâu ra. Thì thầy không biết là các bạn có gặp phải cái tình huống đấy không nhỉ? Không biết là các bạn có gặp phải cái chuyện là thầy cô cho học thuộc công thức và sau đấy thì cứ thế là áp vào bài tập mà bạn đã không hiểu là cái công thức đó nó lấy ở đâu ra. Các em có gặp phải tình huống đấy không nhỉ? Cho thầy biết nào, các bạn có gặp phải tình huống đó không? Có à? Ngọc Linh rồi. À, rồi ok Hằng. Đấy, thì các bạn có cảm thấy rằng là khi mà mình học thuộc ấy mà mình không hiểu nó ấy thì mình cảm thấy rất là khó chịu khi mà mình làm bài ấy, bởi vì là đôi khi nhá, nó chỉ khó hơn một tí ti thôi là mình thua luôn. Bởi vì bản chất mình không hiểu mà mình chỉ đang học vẹt, mình đang học thuộc. Và mình như một cái máy là mình cứ đút số liệu vào, đúng không? Thì mình ra con số, mình ra kết quả. Đấy, nhưng mà mình không hiểu bản chất. Đó, thì cái chuyện đó nếu mà xảy ra thì các em phải 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 làm sao đó để các em hiểu được cái nguồn gốc của các phương trình này. Có thể là với các thầy cô mà người ta cẩn thận thì tuyệt vời luôn, các em sẽ nắm được nguồn gốc. Và thầy biết rất là nhiều thầy cô rất cẩn thận trình bày chi tiết cái vấn đề là làm thế nào để tôi có được cái phương trình này đó. Nhưng có nhiều thầy cô thì các thầy cô ấy quen cách là thôi cứ học thuộc đi, áp ra là xong. Và nếu mà như thế thì điểm em không bao giờ cao được. Đó, điểm em không bao giờ cao được. Ok. Và nhớ nhá, hãy tìm hiểu nguồn gốc của các cái phương trình cơ bản mà các em đã học thuộc. Được chưa nào? À, một vấn đề tiếp theo nữa đó chính là toán học. À, tại sao mà không biết là các bạn có được nghe cái câu này không? Bởi vì là thầy không biết là các bạn ở những cái tỉnh khác nhau ấy thì các bạn có nghe câu này không? Nhưng có một câu rất quen thuộc mà người ta hay nói. Đấy, đó là gì? Giỏi toán thì sẽ giỏi cả lý cả hóa. Không biết các bạn có nghe cái câu này bao giờ chưa nhỉ? Giỏi toán thì sẽ giỏi cả lý cả hóa. Không biết là có đã nghe đã ai nghe cái câu này chưa? Và thực ra thì câu này ấy, nói là đúng hoàn toàn ấy, thì cũng không phải là hoàn toàn, nhưng cũng có những cái phần trăm nhất định ở trong câu đấy là đúng. Bởi vì sao? Là những người giỏi toán ấy là những cái người mà tư duy logic rất là tốt. Đấy, và cái thứ hai nữa là cái kỹ năng của các bạn khi mà các bạn làm những bài toán về vật lý và hóa thì là rất tốt. Người ta có một cái câu đó là gì? Toán học chính là ngôn ngữ của vật lý. Toán học chính là ngôn ngữ của vật lý. Có nghĩa là gì ạ? Những người học lý sẽ dùng toán học làm thứ để trao đổi với nhau. Bởi vì sao? Nó toàn là công thức đúng không? Nó toàn là bài toán, tính toán gì đó. Thì bản chất là chúng ta phải giỏi môn toán. Tất nhiên có thể các bạn chưa giỏi toán lắm. Nhưng chỉ cần các bạn nắm được những cái cơ bản, những cái quan trọng của môn toán là tốt rồi. Và đặc biệt là các em vừa mới thi xong vào lớp 10 thì thầy tin là những cái cơ bản của các bạn ở môn toán là đã có rồi. Thế còn tất nhiên những bạn nào mà chưa có thì các bạn phải bồi đắp nó lại. Ở đây thì thầy có liệt kê ra cho các em một số những thứ mà các em nên học ở môn toán để có thể học tốt ở môn lý. Đó là ví dụ về đại số nhé. Thì các bạn phải giải được phương trình và hệ phương trình. Đấy là cái rất là cơ bản, đúng không ạ? Thầy thấy có nhiều bạn nói là em giỏi toán nhưng mà lý hóa em không giỏi. Thì thực ra thế thầy mới nói là gì? Nó không hoàn toàn đúng, nhưng ở một phần nào đấy nó đúng. Bởi vì có thể bạn chỉ tính toán giỏi, bạn làm toán giỏi, nhưng khi sang môn lý bạn không hiểu hiện tượng. Khi sang môn toán bạn không hiểu hiện tượng thì đương nhiên là bạn không thể nào giỏi lý và hóa được. Thế thì thầy cũng phải cần là thầy dạy cho các bạn thì các bạn mới giỏi lý được chứ, đúng không? Rồi, ok. Cái thứ hai các bạn cần phải học đó chính là phần lượng giác. Đó, phần lượng giác.
lượng giác ở trong môn lý cũng chiếm một cái phần nhất định, nên các bạn phải học cả lượng giác. Thứ ba đó là phần hình học. Chẳng hạn bây giờ người ta yêu cầu tính diện tích của một hình nào đó, hay là thể tích của một hình nào đó. Và nếu các bạn không tính được thì tính là toán mà đúng không? Nếu các bạn không tính được thì thôi, xin lỗi các bạn đã không thể làm được câu đó rồi, đúng không nào? Và một phần nữa mà trong chương trình cấp 3 sang lớp 11 thì các em sẽ được học, đó là phần giải tích, đó là phần đạo hàm, phần tích phân. Thì cái này cũng sẽ dùng rất là nhiều ở trong môn lý. Có điều là ở lớp 10 ấy, thì các bạn sẽ chưa dùng đến nó, thế nên là các bạn sẽ chưa cần quá quan tâm đến nó làm gì cả. Ok nhá, rồi. Và như vậy thì đây là những thứ mà các bạn cần phải chuẩn bị về cơ bản. Thầy nhắc lại 4 cái ý này. Một này, là học thuộc các hàng số cơ bản. Thứ hai, đó là học thuộc các phương trình cơ bản. Thứ ba, đó là tìm hiểu nguồn gốc của các phương trình cơ bản. Và thứ tư, đó là học các cái kỹ năng toán học cần thiết để giải một cái bài toán vật lý. Nào các em đã hiểu được về cái phần đầu tiên này chưa? Đó là hiểu các khái niệm vật lý cơ bản. Đó, các bạn đã hiểu cái phần này chưa nhỉ? Ok chưa mọi người? Đấy nhá, hãy chuẩn bị cho mình những cái này thì chúng ta sẽ học tốt, được chưa ạ? Đây là cơ bản nhất rồi. Ok, rồi. Và lý thuyết là một phần, nhưng thực tế làm bài thì sao ạ? À, thầy có nghe rất nhiều bạn học sinh đã học với thầy ấy, các bạn ấy chia sẻ là như này. Thầy ơi, không hiểu sao mà em làm bài nhá, em ở trên lớp ấy, thầy giáo của em giảng cho em thấy là em hiểu. Thầy giáo hỏi là các em có hiểu không, em thấy hiểu. Thế sau đấy thì em về nhà, em làm bài tập về nhà thì em lại không làm được. Em lại không làm được. Đó. Thì bạn ấy cảm thấy rất là lo lắng, bởi vì sao, bạn ấy học cũng khá là chăm chỉ. Trên lớp bạn ấy cũng tập trung vào cách để bạn ấy hiểu ấy. Và bạn ấy nghĩ rằng là ok, mình đã làm được ở trên lớp rồi thì tại sao về nhà mình lại không làm được. Nghe nó rất là vô lý đúng không ạ? Hay là có một cái chuyện thứ hai, đó là gì? Có một bạn, thì không phải là một bạn đâu mà rất rất nhiều bạn ấy nói với thầy, đó là thầy ơi, em làm bài ấy thì em làm được, kể cả bài tập về nhà ấy em làm cũng làm được ấy. Nhưng mà không hiểu tại sao đến lúc mà em làm bài kiểm tra ấy thì điểm của em lại không cao. Đấy, không hiểu sao mà cứ học ở nhà, làm bài tập ở nhà thì tốt, nhưng mà không hiểu tại sao mà cứ đến lúc mà em làm đề kiểm tra thì điểm em lại không cao. Thì không biết là các bạn ở đây có ai mà cũng phải kiểu cũng gặp phải cái chuyện như vậy không? Và các bạn có thắc mắc là tại sao chuyện này lại xảy ra với mình không? Tại sao nhỉ? Tại sao mà ở nhà thì làm được bài này, mà đi thi lại không làm được bài này? Hay là tại sao mà ở trên lớp thì mình hiểu bài rồi, đúng không? Mà về nhà thì mình lại không làm được nữa. Đó. Thì cái vấn đề ở đây đó là các bạn đã không... Cái vấn đề chính là các bạn đã không có một cách học đúng. Các bạn đã không có một cách để xử lý bài tập đúng. Các bạn đã không có cái chiến lược để làm thế nào các bạn làm được bài tập. Thì ở đây thầy sẽ cho các bạn một cái chiến thuật để làm bài vật lý. Cái này cực kỳ độc chiêu. Và nó nhỏ thôi, nhưng nó có võ. Và nếu các bạn nắm được những ý chính như thế này thì các bạn sẽ không phải lo lắng về chuyện này nữa. Thì bây giờ thầy có 4 cái gạch đầu dòng cho các bạn. Đấy, 4 cái gạch đầu dòng cho các bạn để các bạn làm tốt một bài toán về vật lý. Cái đầu tiên đó là hãy tập trung vào những thông tin quan trọng của mỗi bài toán. Ở một cái bài toán vật lý nó sẽ có khá là nhiều thông tin khác nhau. Và trong đó thì có rất nhiều thông tin thừa, hoặc là những thông tin không cần thiết, hoặc là không phải là thông tin trọng tâm. Nếu như các em đọc cả cái đề và các em bị những cái thông tin thừa đó, nó làm cho em bị rối lên, thì lúc đó em sẽ làm bài rất chậm. Thậm chí là em còn không làm được, bởi vì em bị những cái thông tin thừa đó nó quấy nhiễu. Thì chúng ta phải không bị quấy nhiễu bởi những thông tin đó, bằng cách là hãy tập trung vào những thông tin quan trọng. Những cái con số nào nó quan trọng, những cái dữ kiện nào nó quan trọng, thì tất nhiên là mỗi một dạng, mỗi một chương, mỗi một chuyên đề nó sẽ có những cái quan trọng riêng của nó. Cái này thì thầy phải dạy các bạn trực tiếp thì thầy mới có chia sẻ được. Còn đây là về tổng quan. Cái lưu ý thứ hai mà các bạn cũng thường sai, đó chính là phần là đơn vị. Ở đây đã có ai là chưa bao giờ sai đơn vị không ạ? Hay là ở đây, nói đúng hơn là ở đây có bạn nào làm bài tập mà bị thường bị sai đơn vị không? Có bạn nào thường bị sai đơn vị không nhỉ? Thầy đoán là nhiều đúng không?
Trong môn lý này thì có một điều mà các bạn rất hay sai, đó chính là đơn vị. Và hãy nhớ là chúng ta phải sử dụng đúng đơn vị cho từng bài tập. Thầy nói rõ ở đây là từng bài tập, bởi vì có những bài chẳng hạn như là vận tốc, có những bài mình phải dùng là km/h. Mấy hôm nữa mình học ấy. Đấy. Có những bài thì mình là phải dùng là m/s. Ví dụ như thế. Đó, thì tóm lại là tùy theo từng bài tập thì chúng ta lại phải sử dụng đơn vị cho hợp lý. Chứ không phải là mặc định là lúc nào cũng phải là cái này hay là lúc nào cũng là cái kia. Đấy, nhớ là chúng ta phải dùng phù hợp. Cái thứ ba đó là gì ạ? Đừng quên các cái chi tiết nhỏ như là lực ma sát hay là lực kéo gì đó. Cái này thì các bạn sẽ được học trong các bài tiếp theo. Thì thầy nhắc luôn này, một bài toán vật lý thường sẽ được mô phỏng một hiện tượng thực tế nào đó. Ví dụ như là một chiếc xe ô tô chạy trên đường, hoặc là một người đang kéo một gầu nước, thì người ta sẽ mô phỏng những cái hiện tượng thực tế đó thành bài toán. Và khi mà người ta mô phỏng thành bài toán thì người ta sẽ lược bỏ đi những cái rườm rà, lược bỏ đi những cái phụ, và người ta sẽ chỉ tập trung vào những cái chính thôi. Đó, ví dụ chẳng hạn như là ô tô đi trên đường thì người ta bỏ qua cái lực cản của không khí chẳng hạn như thế, hay là ví dụ như là bỏ qua luôn phần ma sát chẳng hạn như vậy. Đấy, nhưng có những bài thì người ta không bỏ qua những chuyện như đó, như vậy. Và lúc đấy thì các bạn phải chú ý đến các cái chi tiết này. Còn nếu không là các bạn sẽ làm sai, bởi vì các bạn đã xét thiếu cái điều kiện của bài toán. Hiểu ý của thầy đúng không? Ok, rồi. Và một cái lưu ý cuối cùng trong phần chiến thuật này đó là gì ạ? Đó là phần kiểm tra và đánh giá đáp án. Các bạn làm xong rất nhiều khi các bạn biết cách làm nhưng các bạn lại làm sai. Bởi vì khi mà các bạn ra được đáp án rồi, các bạn phải biết là cái đáp án đấy nó có hợp lý hay không. Đó. Và mình phải đánh giá được, mình phải kiểm tra được nó. Chứ còn nếu không, nhiều khi các bạn ra rồi nhưng mà, ví dụ chẳng hạn nhé, nếu các bạn tính toán ra khối lượng mà các bạn lại ra là âm 5 kg chẳng hạn, thì điều đó có nghĩa là em đã tính sai rồi, đúng không? Đúng không? Bởi vì làm gì có cái chuyện mà khối lượng lại âm, đúng không nào? Thế nhưng nếu như các bạn không đánh giá nó thì thôi, các bạn cứ khoanh luôn đáp án là trừ 5 kg chẳng hạn, là các bạn đứt rồi, đúng không? Các bạn phải nhận ra cái sự vô lý hoặc là cái sự bất hợp lý ở trong một cái đáp án để chúng ta đánh giá nó. Ok chưa? Rồi. Rồi ạ, đó là cái phần chiến thuật làm bài. Và tất nhiên cái này thì trong từng chuyên đề và trong từng bài thì nó sẽ có những cái chiến thuật riêng. Và cái này thì thầy sẽ chia sẻ thêm cho các bạn ở những cái buổi tiếp theo khi mà chúng ta học sâu hơn về kiến thức. Rồi, vấn đề tiếp theo nữa là gì ạ? Tập trung trong giờ học vật lý. Cái này thì thực ra nói thì có vẻ hơi thừa, vì các bạn sẽ bảo là ui dồi, đi học thì đương nhiên là em phải tập trung rồi. Nhưng cái cách để làm sao các bạn học tốt nhất ở trong một giờ học, ví dụ như hôm tới mà thầy sẽ tổ chức một cái buổi livestream ấy, mà thầy cho các bạn vào học ấy, thì các bạn sẽ học như thế nào? Đấy, các bạn sẽ học như thế nào để chúng ta tận dụng được trong cái khoảng thời gian đó, chúng ta hiểu vấn đề được nhiều nhất. Thì bây giờ sẽ là cái cách để các bạn tập trung trong một giờ học vật lý. Đầu tiên, vì vật lý nó liên quan đến các cái hiện tượng thực tế, nó liên quan đến các cái thí nghiệm. Chính vì vậy, thế nên hãy xem trước bài học trước khi đến lớp. Và cái bài học này thì các em có thể xem trong sách, hoặc ví dụ như thầy chẳng hạn là thầy luôn cho học sinh của thầy cái file tài liệu để các bạn ấy đọc trước khi mà các bạn đến lớp. Đấy, thì cái này là một cái nhỏ thôi, nhưng có sự chuẩn bị nó sẽ khác rất là nhiều. Cái thứ hai đó là tập trung trong giờ học. Thực ra cái này thì chắc không phải nói, bởi vì đã không tập trung rồi thì chẳng bao giờ các bạn giỏi được đâu. Các bạn ngồi trong giờ học mà các bạn lại còn dở điện thoại ra, các bạn ngồi chat chít, rồi các bạn vào Insta, các bạn lướt lướt một tí, hay các bạn vào TikTok để các bạn xem cái này xem cái kia chẳng hạn như vậy, thì chắc chắn rồi các bạn sẽ không bao giờ học được, đúng không? Đó. Tiếp theo nữa đó là gì? Ở trên lớp các bạn ghi chép rồi, nhưng thầy hỏi các bạn là có bao giờ các bạn về nhà ngay lập tức sau buổi học, các bạn thấy là có bao giờ các bạn ngay lập tức sau buổi học mà các bạn xem lại những cái ghi chép của các bạn không? Ngọc Linh bảo là ai cũng như thầy thì làm gì có ai mất gốc lý á. Thực ra thì bởi vì chính vì các em không làm, cái gì các em biết là đúng nhưng các em không làm thì không thể trách được ấy. Những cái bạn mà gọi là biết là làm như thế là sai nhưng vẫn làm ấy, thì các bạn sẽ không bao giờ các bạn đòi hỏi được là các bạn sẽ có cái gì, đúng không?
chỉ khi nào các bạn trả giá, các bạn làm điều tốt thì các bạn mới nhận lại được cái kết quả tốt thôi, đúng không? Đó. Thế trở lại thầy nói với các bạn là về vấn đề là xem lại ghi chép ở nhà. Thầy biết rất nhiều bạn nhé, chép được trên lớp xong các bạn về các bạn vứt vở luôn, không bao giờ các bạn sờ lại vở cả. Thế thì làm sao để các bạn có thể nhớ lại được, đúng không? Trí nhớ nó không phải là vĩnh viễn. Ngày hôm nay bạn nhớ thì ngày hôm sau bạn sẽ quên. Chuyện đấy là chuyện rất bình thường. Có thể ngay ngày mai bạn chưa quên, nhưng một tuần sau bạn sẽ quên. Hoặc có thể là một tháng, một năm sau bạn sẽ quên. Đấy. Chẳng hạn như nếu mà thầy, bản thân thầy mà không phải là giáo viên dạy môn lý, liệu thầy có nhớ được những cái kiến thức vật lý này không? Đó. Đối với các em thì các em là người đi học. Nếu các em không nhớ thì các em thua rồi. Còn nếu là thầy là một người đi làm bình thường, mà môn, cái công việc của thầy mà nó không liên quan đến vật lý chẳng hạn, có thể thầy không cần nhớ, không sao cả, đúng không? Nhưng đối với các bạn là những người có sử dụng đến nó mà các bạn không nhớ thì coi như các bạn đã bỏ cuộc, đã thua rồi, đúng chưa? Tiếp này, giải bài tập luyện tập. Cái này thì đương nhiên, vấn đề ở đây ấy là gì? Các bạn giải nhiều hay giải ít? Nếu bạn chỉ làm 1-2 bài thôi thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Các bạn phải làm một số lượng bài nhất định. Bởi vì sao? Lý ngoài tư duy ra nó còn là về kỹ năng. Thì lấy ví dụ như là kỹ năng ấn máy tính chẳng hạn. Đó. Bây giờ chẳng hạn nếu bạn chỉ đọc lướt lướt qua thôi, bạn không làm thực tế thì làm sao bạn ấn máy tính nhanh được, đúng không? Đấy. Đó. Thì tóm lại là gì? Các bạn cần phải giải bài tập, luyện tập và làm một số lượng đủ để các bạn quen, để các bạn luyện được cái kỹ năng cho những cái bài đó. Và tất nhiên rồi, càng chăm chỉ thì càng tốt. Thế thôi. Cái chuyện này thì đương nhiên là chuyện ai cũng biết rồi, đúng không ạ? Và ngoài ra ấy, thì để học giỏi môn lý ấy, thì các bạn có thể tìm được sự hỗ trợ từ nhiều nguồn khác nhau. Cái việc học một mình là một cái việc rất là buồn chán. Và thầy muốn là các bạn hãy tìm đến sự hỗ trợ từ nhiều nguồn khác nhau. Có thể ví dụ như là giáo viên, chính giáo viên của các bạn ấy ở trên lớp. Tất nhiên là với những thầy cô mà gọi là tính tình vui vẻ, thoải mái thì cái chuyện mà các em hỏi thầy cô là đơn giản, đúng không? Tất nhiên cũng có những thầy cô thì hơi khó tính một tí, hoặc là kiểu không dễ gần lắm thì hơi khó hỏi. Thứ hai là bạn bè. Thì chúng ta cũng có cái câu là học thầy không thầy học, học thầy thì không thầy học bạn, đúng không? Thì chúng ta hoàn toàn có thể hỏi bạn bè của mình, nhờ bạn mày chữa hộ tao câu này với, hoặc là gì đó. Thì thầy tin là nếu mà học cùng với nhau thì các bạn sẽ có động lực hơn rất là nhiều. Một số bạn mà điều kiện kinh tế có thể khá giả hơn hoặc là có thuận lợi thì các bạn có thể học gia sư. Đặc biệt là các bạn ở thành phố Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng gì đó, thì các bạn có thể học gia sư. Thì đây cũng là một cách để các bạn có thể gọi là xào lại kiến thức hoặc là được hỗ trợ kỹ càng hơn. Các bạn có thể học từ các khóa học online. Các khóa học online chẳng hạn như thế. Đấy. Hoặc là những cái group học tập, ví dụ như group của thầy chẳng hạn như vậy, thì cũng là một nơi mà các bạn có thể trao đổi bài với nhau. Có thể là bây giờ các bạn chưa trao đổi bài nhiều bởi vì là các bạn còn chưa đi học nên các bạn chưa có gì để trao đổi. Nhưng mà hôm sau khi mà thầy bắt đầu dạy các bạn rồi ấy, thì các bạn có thể bắt đầu trao đổi với nhau ở trên group rồi. Và các bạn lưu ý đấy là gì? Khi mà em trả lời bài cho một bạn ấy, thì đồng thời cũng là em đang học. Nhá? Chứ không phải là nó hỏi em trả lời thì là em thiệt đâu. Bản thân khi mà em chữa bài cho bạn thì cũng là em đang học rồi. Và cũng là em đang nhận được giá trị rồi. Đấy. Thầy thấy là các bạn bây giờ thì tham gia vào rất là nhiều group khác nhau. Bây giờ thầy search cái chữ 2005 thì chắc là có phải đến vài chục, thậm chí hàng trăm group mất, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà tham gia vào các group ấy, mà những group mà gọi là tương tác cao ấy, thì phần lớn chỉ là những cái nhảm nhí, nói thẳng là hơi nhảm nhí, theo kiểu là buôn chuyện tán phét, rồi chia sẻ ảnh ọt linh tinh, clip linh tinh gì đó xem cho vui. Có thực sự mang lại lợi ích cho các bạn trong việc học hay không ấy, thì các bạn phải cân nhắc. Đó, thì các bạn phải lưu ý cái chuyện này nhá. Và chính vì vậy nên thầy cũng không khuyến khích các bạn vào group của thầy để nói chuyện linh tinh ngoài việc học hành ra, thì thầy không muốn chuyện đó. Đấy, thì mọi người cũng lưu ý cái chuyện này nhá. Rồi, và đây là một số cái gợi ý để cho các bạn có thể tập trung được ở trong một cái giờ học vật lý. Và hôm sau hy vọng là trong cái buổi dạy của thầy ấy, buổi học mà thầy dạy cho các bạn ấy, thì các bạn cũng sẽ tập trung nhá. Rồi, ok. Tiếp theo, bây giờ sẽ là một số cái mẹo của thầy dành cho các bạn. Những cái mẹo này mới là những cái gọi là hay ho để các bạn có thể tận dụng được trong lúc các bạn học lý. Thì đầu tiên này, đó là gì ạ? Đừng chăm chỉ ghi chép mù quáng. Thầy cô luôn luôn dặn các em đó là gì? Ghi chép cẩn thận vào nhá. Ví dụ thế, trên lớp lúc nào thậm chí còn có thầy cô còn kiểm tra cả vở luôn. Thế thì
cái việc mà các bạn ghi chép này ấy, các bạn phải hiểu là các bạn ghi chép để làm cái gì, và cái gì thì các bạn có thể không cần ghi, cái gì các bạn phải ghi. Thì thầy nhắc các bạn này, có những thứ mà ở trong sách giáo khoa ấy, nó đã có rồi ấy, thì các bạn ghi để làm gì? Và làm thế nào để biết được trong sách giáo khoa có thì các bạn phải xem trước bài. Và khi xem trước bài rồi ở trên lớp mà thầy cô nói thì các bạn chép để làm gì những thứ đã có trong sách rồi, đúng không ạ? Cái thứ hai đó là gì? Các bạn nhiều khi ấy, mải ghi chép quá, thầy cô đang giảng và các bạn không nghe, các bạn chỉ mải mê ghi chép thôi. Thì cái mà thầy cô đang giảng ấy mới là cái quan trọng, là em phải hiểu ngay được ở trên lớp. Nhưng mà đôi khi em cứ mải mê ghi, ví dụ chẳng hạn như là thầy chữa một câu bài tập, các bạn mải chép quá và các bạn cũng chả quan tâm là thầy chữa như thế nào, thầy phân tích ra làm sao. Các bạn chỉ mải là bây giờ em phải chép để về em xem lại. Nói thật với các bạn, ngay trên lớp các bạn còn chưa hiểu ấy, thì thầy không tin là về nhà các bạn sẽ hiểu đâu. Nên tốt nhất là các bạn làm sao ạ? Cái gì không cần ghi thì đừng ghi vội, được chưa ạ? Cái gì mà các bạn cần phải hiểu ngay, ví dụ bài tập các bạn cần phải hiểu ngay, thì các bạn nghe giảng đã. Và các bạn hoàn toàn có thể mượn vở của bạn mình về nhà chép sau cơ mà, có sao đâu, đúng không ạ? Kiểu gì chả có một đứa nó ghi chép mù quáng theo kiểu là cứ cắm đầu cắm cổ vào mà ghi, đúng không? Thì lúc đó mượn vở nó về mà chép, đúng không nào? Còn ở trên lớp thì chúng ta hãy tận dụng thời gian để chúng ta hiểu, chứ chúng ta đừng có lao đầu vào mà chép nhá. Rồi, cái sai lầm thứ hai của các bạn đó là làm bài tập như một cái máy. Tức là nhiều bạn chăm chỉ quá, thầy giáo giao cho 5-70 câu, các bạn cứ cắm đầu cắm cổ mà các bạn làm. Nghe thì có vẻ rất là chăm chỉ, rất là tốt, nhưng mà thực ra thì lại là ngu. Bởi vì sao? Bây giờ các bạn làm 10 bài tập, 10 bài giống hệt nhau, chỉ thay mỗi cái con số thôi. Thế thì bản chất là bạn có làm 10 bài thì bạn cũng chẳng biết thêm được mấy. Do đó trong quá trình làm bài tập ấy, chúng ta phải có sự chọn lọc. Những bài nào mà mình thấy là nó giống với cái bài mà mình đã làm ấy, thì mình chỉ xem qua thôi, vì mình biết cách làm rồi. Có thể chúng ta làm 1 đến 2 bài để chúng ta gọi là cho quen thôi. Còn sau đấy thì không việc gì mà chúng ta lại phải đi làm lại đến 10 câu đến 20 câu mà giống hệt nhau như thế nhá. Các bạn chỉ làm vài câu thôi, và sau những câu còn lại thì các bạn đọc lướt qua để các bạn xem là có gì nó giống và có gì nó khác. Nếu giống thì bỏ lách, nách luôn, bỏ qua luôn. Còn nếu mà nó khác thì mới làm. Đấy, nên đừng bao giờ làm bài tập như một cái máy, cứ đút bài vào là làm, thì sẽ không giải quyết được chuyện gì cả. Đó nhá, ok. Một vấn đề tiếp theo nữa đó là gì ạ? Mỗi khi hết chương các bạn hãy luyện một cái đề tổng hợp. Đề tổng hợp là gì? Đó là một cái đề mà nó sẽ gồm có tất cả các dạng bài ở trong cái chương đó, và nó trộn lung tung lên với nhau. Bây giờ chẳng hạn ngày hôm nay em học bài về chuyển động thẳng đều chẳng hạn, đúng không? Thì bài tập về nhà mà thầy giao cho em chắc chắn là chuyển động thẳng đều. Vậy thì em không cần phải nhìn em cũng biết là hôm nay chúng ta sẽ dùng dạng gì rồi, đúng không ạ? Nhưng nếu ở trong một cái đề hỗn hợp, sẽ không ai nói với em rằng câu này là chuyển động thẳng đều cả, đúng không? Sẽ không ai nói với em chuyện đó, và em phải tự nhận ra. Thì đấy mới là cái khó. Nên tại sao thầy nói là chúng ta học xong một chương, chúng ta phải làm một cái đề tổng hợp. Và cái đề tổng hợp đấy nó phải trộn hết tất cả các dạng bài lên, chứ không phải là chúng ta cứ cắm đầu cắm cổ làm theo từng dạng, đi thi đâu có ai nói là dạng gì đâu, đúng không? Đó nhá, thì các bạn lưu ý chuyện này. Tiếp theo, đó là các bạn hãy học cách tư duy chứ đừng học vẹt. Đừng thấy là thầy giáo giảng thế nào ở trên vở thì cứ thế mà chép nguyên văn lại, rồi sau đó là về nhà thì làm theo. Như thế chỉ là học vẹt thôi, học thuộc lòng thôi. Chỉ cần thay đổi ra dữ kiện đi một chút, chỉ cần làm cho các bạn rối rối lên một chút là các bạn thua luôn, là các bạn sẽ chết ngay lập tức. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn mới chỉ học được cái mà thầy cho chép thôi, còn cái tư duy thì bạn không có. Đấy, nên các bạn phải học cách tư duy. Và tất nhiên cách tư duy này là do thầy giáo dạy cho các bạn, nên là các bạn phải chịu khó để các bạn nghe thầy dạy, được chưa? Phương hỏi là thầy dạy thì có bài tập với đề tổng hợp không ạ? Có chứ em. Thầy còn có cả cái ứng dụng để cho các bạn sẽ làm bài tập ở trên đó và các bạn làm đề tổng hợp ở trên đó luôn nhá. Rồi, và đương nhiên rồi, điều quan trọng của chúng ta khi mà làm một cái gì đó là chúng ta không bỏ cuộc. Bây giờ nếu như mà bạn hơi gặp khó một chút mà bạn bỏ cuộc thì thua rồi, đúng không? Bạn đã thua ngay từ vạch xuất phát rồi, vì bạn có làm đâu, bạn đã bỏ ngay rồi. Đấy,
Ngọc Linh hỏi là thầy có lớp lấy lại gốc lý cho mấy đứa mất gốc như em không ạ? Thầy nói với em rồi, mất gốc ở cấp 2 không phải là vấn đề đối với thầy. Các bạn vào lớp 10 các bạn sẽ bắt đầu lại từ đầu. Các bạn sẽ bắt đầu lại từ đầu. Và khi đó thì chúng ta sẽ có cơ hội để làm lại. Thậm chí rất nhiều bạn học kém vô cùng tận môn lý ở cấp 2 nhưng lên cấp 3 các bạn học khác hẳn. Đây là thầy nói khẳng định chứ không phải là thầy nói để cho các bạn có niềm tin đâu. Rất nhiều bạn thầy đã từng dạy rồi, xuất phát từ một con số 0 và bắt đầu lớp 10 các bạn ấy mới tập trung lại và các bạn ấy học lên bật lên hẳn. Tất nhiên là phải đúng cách. Đấy, tất nhiên là phải đúng cách và phải chăm chỉ. Còn không phải ai cũng sẽ làm được chuyện này. Đó. Nhưng mà mất gốc ở chuyện cấp 2 là chuyện vớ vẩn. Đừng có đặt nặng cái chuyện đấy ở lên cấp 3 nhá, không sao cả. Rồi. Và vừa rồi ấy Phương bảo là thầy dạy luôn cả mấy cái triết lý như mấy ông thầy dạy lý ở Trung Quốc thầy nhá. Ok, sắp tới thầy còn làm cả kênh TikTok luôn cơ. Mấy đứa chịu khó ủng hộ nhé. Ok, và vừa rồi thì thầy đã nói cho các bạn một cái cơ bản làm sao để chúng ta có thể vật chết được môn lý, làm sao để chúng ta có thể học giỏi được môn lý, làm sao chúng ta đạt điểm cao môn lý ở lớp 10. Đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến